Tới đây là các vụ vượt ngục kinh điển. Để tự trốn khỏi nhà tù, anh ta phá hỏng biển số xe, sau đó anh ta báo cáo cảnh sát rằng nó đã bị hỏng. Anh ta lén lút giấu biển số xe vào trong tủ. Sau khi trở lại trong phòng tù, anh ta bắt đầu tập bám vào thành giường. Anh ta đã luyện tập tư thế này trong 2 năm. Bây giờ, anh ta có thể dễ dàng bám chặt nó trong 4 phút. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thời điểm thích hợp. Một tháng sau, người đàn ông đẩy xe rác như thường ngày. Nhưng anh ta nhìn thấy xe vận chuyển đỗ không xa. Một nhóm cảnh sát đang trò chuyện với một cô gái. Đúng lúc này, anh ta lấy ra biển số xe đã giấu và lén lút chui xuống gầm xe. Anh ta đã gắn những tấm biển số xe mà anh ta giấu bấy lâu nay nối lại thành một dãy. Xe sắp ra khỏi nhà tù nhanh chóng. Cảnh sát thường xuyên kiểm tra xe ra vào nhà tù. Họ lấy một cái gương và kiểm tra dưới xe. Nhưng người đàn ông đã khéo léo nằm phía trên lớp biển số xe. Cảnh sát không thể nhìn thấy anh ta. Và đến lúc này, người đàn ông đã thành công trốn thoát khỏi nhà tù nhờ sức mạnh phi thường. Cảnh sát đưa một gói đồ cho tù nhân. Mở ra, đó là một cuốn sách bình thường. Nhưng khi cảnh sát ra đi, người đàn ông thực sự lấy ra một dây thắt lưng ra từ cuốn sách đó. Ban đầu, ý định của anh ta là tự trốn. Anh ta đã buộc những cái thìa đặc biệt lại thành một cái phi tiêu. Anh ta thử độ co giãn của dây đai quần. Vào buổi tối, người đàn ông buộc một sợi dây lên chân giường để tạo thành một cái bẫy. Sau đó, anh ta gọi cảnh sát tới và nói rằng anh ta đau bụng và muốn đi bác sĩ. Trong lúc cảnh sát tháo còng tay cho anh ta đã lén bước qua sợi dây đó. Khi cảnh sát mở cửa, hệ thống bẫy được kích hoạt lập tức bắn ra một cái phi tiêu và đâm thẳng vào cổ người cảnh sát, anh ta bị ngã xuống chết ngay tại chỗ. Tiếp theo, người đàn ông đến sân thượng, leo lên cột dây điện. Rồi anh ta rút ra sợi thắt lưng và buộc nó vào dây điện. Chỉ cần trượt qua một chút, người đàn ông sẽ trượt dọc theo dây điện và thoát khỏi nhà tù. Vượt ngục thành công. Và lúc này, tại một nhà tù khác, anh chàng trẻ đã không ăn bữa trưa nửa tháng. Mỗi lần anh ta đều để lại bữa ăn cho bạn tù của mình, còn anh ta chỉ ăn 2 miếng bơ. Sau một tuần, anh ta nói dối rằng có một lá thư chưa được gửi đi. Người quản lý nhà tù nhìn thấy đó thực sự là một lá thư và cho phép anh ta ra ngoài. Vì làm việc cho người quản lý nhà tù, cảnh sát giam giữ không can ngăn và để anh ta chạy thoát. Anh ta nhét giấy vào cốc. Sau đó, anh ta lấy ra một cái kẹp đã chuẩn bị sẵn. Khi đèn tắt, anh ta nhanh chóng đâm kẹp vào ổ cắm. Giấy chạm vào đó, tiếng nổ vang lên và lửa bùng lên ngay sau đó. Anh ta vội vàng dùng lửa để châm lửa cho tạp chí trên giường. Sau đó, anh ta đưa ngọn lửa vào cánh tay của mình. Ngay lập tức, cảnh sát giam giữ đến dập lửa. Anh ta được chuyển đến phòng y tế thành công. Bác sĩ muốn tiêm thuốc cho anh ta, nhưng anh ta nắm chặt bác sĩ. Sau đó, anh ta di chuyển tủ đồ và chui lọt vào lỗ thông gió đã bị hỏng. Luôn luôn nhớ phục hồi tủ đồ như cũ. Ở ngoài nhà tù lúc này, một nhóm người tập trung trước cổng phản đối án tử hình tại nhà tù. May mắn thay, người đàn ông đã chuẩn bị trước. Anh ta lấy ra tấm chăn đã giấu kín và viết thông điệp phản đối lên đó. Sau khi lọt qua hầm, anh ta giơ tấm chăn và giả vờ là một trong số họ. Không ngờ rằng một cô gái thấy thông điệp của anh ta viết rất tốt, cô ta cứ khăng khăng muốn đứng ở phía trước. Việc này tạo ra tình huống khó xử. Oh my god! Không còn cách nào, người đàn ông đánh ngã cô gái đó, xuống và lên xe của mình rời đi một cách lặng lẽ. Nhà tù đang phát cơm. Người đàn ông lén lút rót một gói thuốc độc vào món ăn. Khi thấy anh chàng béo đến để lấy thức ăn, người đàn ông trực tiếp đổ toàn bộ món ngon đó vào bát của anh béo. Không ngạc nhiên chút nào, sau khi ăn vài miếng, anh béo đã ngã xuống tử vong ngay tại chỗ. Món ăn ngon đến từ thiên đường. Xác chết được đưa đến phòng y tế. Nhưng do cân nặng quá lớn, bác sĩ chỉ có thể yêu cầu tù nhân chế tạo một chiếc quan tài cỡ lớn đặc biệt. Khi đến lễ mai táng, một số người cùng nhau khiêng quan tài lên. Nhưng không ngờ có hai người nằm chờ sẵn từ trong quan tài đó. Chính là người đàn ông và đồng bọn. Hai người giật súng và bắn vào cảnh sát giam giữ, rồi lái xe bỏ trốn một cách an toàn. Trong khi đó, bên trong nhà tù, bác sĩ mở cửa tủ đông, xác chết anh béo được giấu trong đó. Anh ta muốn tạo một quả bom để vượt ngục. Trước tiên, anh ta mài sáng dây nổ và rút ra một bóng đèn. Sau khi vặn đầu đèn ra, anh ta yêu cầu bạn tù lấy bột mì ăn trộm trong nhà bếp. Toàn bộ bột mì được đổ vào bên trong. Tiếp theo, anh ta giấu bóng đèn vào quần. Không lâu sau, luật sư tới nói chuyện với anh. Anh ta nói dối rằng đau bụng và lẩn vào nhà vệ sinh. Anh ta lấy ra bóng đèn và đặt dây nổ vào đó. Lấy một que diêm từ trong tất và bịt kín. Cảnh sát bên ngoài gõ cửa hối thúc. Anh ta giả vờ chưa xong và ném quả bom đang cháy ra ngoài. Anh ta không hoảng loạn, sử dụng chìa khóa để mở khóa còng tay. Tiếp theo, anh ta lấy súng và bắn chết cảnh sát giam giữ đến. Như vậy, anh ta đã thoát khỏi cánh cổng nhà tù. Một ông trùm trong nhà tù, ngay cả khi đánh răng, rửa miệng cũng có tay sai phục vụ. Không ngờ tay anh ấy run lên và làm rơi nước. Ông trùm không vui và yêu cầu anh ta kéo rèm lên.
ông quyết định giáo dục anh ta một chút. Ngay khi ông trùm đang định ra tay thì một viên cảnh sát xông vào. Ban đầu, họ đến để đưa ông trùm đi làm tay giả. Ông trùm lục túi và để tay sai cầm. Cả hai đi một cách oai vệ đến cửa. Khi rời đi, ông trùm còn nhắc nhở đợi tao trở về ngoan ngoãn ở đó. Ngay khi lên xe cảnh sát bắt đầu khiêu khích điên cuồng. Nghe thế, ông trùm không chịu được, vội giật tay giả ra và tấn công cảnh sát. Giải quyết một người, sau đó bắn chết một người khác. Xe va vào lề đường. Ông trùm xuống xe và nhặt súng. Lúc này, một người vô tình chứng kiến may mắn xuất hiện. Thật tuyệt vời nhỉ. Ông trùm cầm súng đe dọa, cướp áo và chiếc xe của anh ta rồi cao chạy xa bay.